Mến chào quý độc giả của báo Đồng Nai, mời quý vị như thường lệ cùng báo Đồng Nai cập nhật các tin tức mới nhất với Tin Nhanh Audio. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Ông Cao Văn Quang tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029. Tin của Hà Lê. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, ngày 14 tháng 8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội xác định hai khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029 đó là phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của mặt trận các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 95 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Ở phiên thứ nhất đã hiệp thương cử các chức danh trong ban thường trực. Theo đó, ông Cao Văn Quang tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029. Biên Hòa bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai CP Việt Nam lần thứ 20. Tin của Xuân Lượng. Thưa quý vị, chiều hôm qua 14 tháng 8 tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai CP Việt Nam lần thứ 20 năm 2024. Trận chung kết là màn so tài của hai đội kỳ phung địch thủ U11 Biên Hòa và U11 Xuân Lộc. Với lợi thế sân nhà và thể hình có phần nhỉnh hơn, những phút đầu tiên Biên Hòa chơi lấn lướt. Phút thứ 7, cầu thủ số 9 Phan Tuấn Nam đưa Biên Hòa vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút thứ 30 ở hiệp 2, thủ môn Lê Đức Thiện tỏa sáng với pha phát bóng sở trường, ghim thẳng bóng vào lưới Biên Hòa, quân bình tỷ số 1-1 cho Xuân Lộc. Những phút còn lại, hai đội thi đấu quyết liệt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Và phải đến loạt sút thứ 7 sau cú sút hỏng ăn của thủ môn Đức Thiện phía Xuân Lộc, trận đấu mới ngã ngũ với tỷ số luân lưu 6-5 nghiêng về Biên Hòa. Biên Hòa bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp và là lần thứ 9 lên ngôi ở giải đấu. Về nhì là Xuân Lộc, hai đội Cẩm Mỹ và Long Thành đồng hạng 3. Như vậy, giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai CP Việt Nam lần thứ 20 đã chính thức khép lại với ấn tượng đậm nét về một giải đấu đầy hấp dẫn, một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng của tỉnh Đồng Nai mỗi dịp hè. Ông Lê Ngọc Tiên được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom. Tin của Phan Chí. Chiều 14 tháng 8, Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa 4 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả với tỷ lệ phiếu bầu 33/33 phiếu, ông Lê Ngọc Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Trảng Bom nhiệm kỳ 2020-2025. Đã bàn giao gần 4,5 hecta đất xây dựng trạm dừng nghỉ đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Tin của Phạm Tùng. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc cho biết đã bàn giao gần 4,5 hecta đất cho cơ quan chức năng để đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có tổng chiều dài 99 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. Cuối tháng 4 năm 2023, tuyến chính của cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã được đưa vào khai thác. Giữa năm 2024, Cục Đường cao tốc Việt Nam đã phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư xây dựng vận hành trạm dừng nghỉ. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Hiệp Phát. Tổng vốn triển khai dự án là gần 300 tỷ, trong đó khoảng 291 tỷ để xây dựng và hơn 3 tỷ giải phóng mặt bằng. Trạm dừng nghỉ đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ được xây dựng tại km 47+500 thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc và xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Diện tích tổng thể mặt bằng trạm dừng nghỉ là khoảng 120.000 m². Bộ Công an xác định có hơn 63.000 người liên quan đến vụ án Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn ở Đồng Nai. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự giả mạo trong công tác đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm này. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 63.000 học viên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra của công an xác định, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với gần 63.500 học viên. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho hơn 39.000 học viên trái quy định.
một con chó dại cắn 13 người ở Định Quán. Tin của Hạnh Dung. Tại huyện Định Quán, Trung tâm Y tế huyện cho biết vừa ghi nhận một ổ dịch chó dại mới. Đáng lưu ý là con chó dại này đã cắn 13 người. Những người bị chó cắn hiện đang sinh sống tại nhiều xã thị trấn thuộc hai huyện Định Quán và Tân Phú. Có những người đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực quanh công viên thị trấn huyện Định Quán, đứng trước cửa nhà bị chó cắn. Có người vừa bước chân xuống xe buýt dọn vệ sinh đường phố cũng bị con chó lao đến cắn. Con chó màu vàng nặng khoảng 7 kg, chưa xác định được chủ nuôi, có triệu chứng chảy dãi, mắt đỏ, kích động, bồn chồn, sợ sệt. Con chó di chuyển trên nhiều tuyến đường nên cắn nhiều người. Sau khi nhiều người bị con chó tấn công, người dân đã báo và phối hợp với nhân viên khu phố bắt nhốt con chó ở thị trấn Định Quán. Và tất cả những người bị chó cắn đều đã tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại. Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy con chó dương tính với virus dại. Quý vị vừa cùng Báo Đồng Nai cập nhật tin tức với tin nhanh audio.